Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp đi qua Văn Hội. Văn Hội là một xã thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Xã có diện tích là 8,72 km², với dân số năm 2018 tổng cộng là 8.628 người, với mật độ là 989 người trên km². Xã có mã hành chính là 11218. Về địa lý, xã Văn Hội nằm ở phía tây nam huyện Ninh Giang, có vị trí địa lý phía đông giáp xã Hưng Long và tỉnh Thái Bình, phía tây giáp huyện Thanh Miện, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía bắc giáp xã Tân Quang. Về lịch sử, xã Văn Hội trước đây vốn là hai xã Văn Giang và Văn Hội. Trước khi sáp nhập, xã Văn Hội có diện tích là 4,37 km², với dân số là 3.638 người, với mật độ dân số là 934 người trên km². Xã Văn Giang có diện tích là 4,35 km², dân số là 4.990 người, với mật độ 1.147 người trên km². Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 788/NQ-UVTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Văn Giang vào xã Văn Hội.